Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Kido Asa. Tôi là Mai Anh. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc vòi đến từ thương hiệu Hustler. Đó chính là chiếc vòi 570.51.060. Và trên tay tôi chính là chiếc vòi mà tôi đang muốn giới thiệu đến các bạn. Đây, tôi sẽ giới thiệu qua một chút về bao bì của sản phẩm. Như bạn thấy thì có một chiếc tem đến từ nhà sản xuất đấy, gồm có mã hiệu của và mã vạch, mình có thể check. Và hình ảnh của sản phẩm rất là được in rất là rõ nét ở bên trên. Thì Hustler là thương hiệu của Đức. Vì vậy các tiêu chuẩn chất lượng sẽ được theo tiêu chuẩn của Đức ạ. Và đây là một điểm cộng của Hustler này, các fan của Bayer. Bayer chính là hình ảnh đại diện cho thương hiệu này. Ngoài ra thì ở bên cạnh có một chiếc tem phụ. Đây, bạn thấy cũng là thương hiệu Hustler, có mã hiệu và sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc. Đa số những chiếc vòi của Hustler thì đều được sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc nên có Made in China ở đây ạ. Ngoài mã hiệu bằng số thì chiếc vòi còn có tên là Titus. Đây, vòi bếp Titus. Đây chính là tên của chiếc vòi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá bên trong sản phẩm nhé. Đây, như các bạn thấy thì đầu tiên sẽ là tờ hướng dẫn lắp đặt sản phẩm và sử dụng sản phẩm. Đây, gồm có hai mặt, một mặt là lắp đặt và một mặt là hướng dẫn sử dụng, cũng như là các vệ sinh. Cái này thì các bạn cũng nên đọc qua để mình tránh sử dụng những chất tẩy rửa nó mạnh đấy, làm ảnh hưởng đến lớp mạ cũng như cái vận hành của sản phẩm. Và đây chính là chiếc vòi. Còn đây chính là một số phụ kiện đi kèm với sản phẩm đây. Cái này chính là chốt để lắp cái vòi vào cái bật đá hoặc là cái chậu. Thì hãng cũng sẽ trang bị kèm. Kèm theo đó là cái cút nối ạ. Cái này, vòi này nó 3 đường nước, dẫn đến là nó sẽ cần cái cút nối này. Cái đế, đây chính là chiếc đế của cái vòi. Đây. Cái đế này cũng làm được chất liệu là bằng đồng mạ nha các bạn. Còn đây chính là bộ dây cấp. Vì đây là một chiếc vòi 3 đường nước thì các bạn sẽ thấy nó sẽ có 3 sợi dây cấp. Một sợi dây cấp để mình đấu cho máy lọc nước. Còn đâu 2 sợi dây cấp chính là 2 sợi dây nóng lạnh của sản phẩm. Cái này cũng sẽ được hãng trang bị kèm luôn ạ. Còn bây giờ thì chính là chúng ta sẽ đến nhân vật chính của chúng ta chính là chiếc vòi. Đấy, chiếc vòi mà mình đang muốn giới thiệu đến các bạn. Đầu tiên thì mình nhìn cái thiết kế của cái vòi khá là hiện đại này, phù hợp với những cái chậu bếp như là chậu đá hoặc là chậu inox mà kiểu hình khối vuông vuông, nhìn rất là hiện đại. Bên trên chiếc vòi thì có in logo của Hustler đấy ạ, trên phần phía tay gạt. Và cũng có chấm xanh, chấm đỏ. Phần tay gạt cầm khá là nhẹ nhàng. Với cái tay que kiểu như này thì rất là tiện cho cái việc vệ sinh. Và nhìn nó khá là gọn gàng ấy. Còn các bạn thấy thì cái phần phía bên này mọi người sẽ thắc mắc. Cái phần phía bên này chính là cái phần để thiết kế cho máy lọc nước nhé. Đây chính là cái bật tắt của cái máy lọc nước. Thì đây, cái mà mình muốn giới thiệu đây chính là vòi 3 đường nước. Thì cái đường nước này chính là cái đường nước ra của đường máy lọc nhé các bạn nhé. Còn đây chính là đường nước ra của cái vòi rửa nóng lạnh ấy. Còn đây chính là nhỏ nhỏ ở phía dưới đây chính là đường nước ra của máy lọc. Thì cơ chế hoạt động của cái này là nếu mà mình dùng máy lọc thì mình sẽ bật ở phía bên này. Đây, mình sẽ gạt ở phía bên này, bật tắt ở phía bên này. Còn đâu nếu mà mình dùng nước rửa thì mình sẽ bật tắt ở phía bên tay gạt này. Đây, hãng có phân biệt là một cái que dài và một cái que ngắn. Và một cái là có nóng lạnh, một cái là không. Sản phẩm được thiết kế là chất liệu là bằng đồng mạ Liken Chrome ạ. Rất là sáng bóng như thế này. Và cầm rất là chắc tay. Hustler thì là đã có thương hiệu ở tên tuổi rất là lâu đời trên thị trường Việt Nam rồi. Thế nên là cái này thì mọi người rất là yên tâm về chất lượng. Sản phẩm được bảo hành chính hãng là 2 năm các bạn nhé. Đây, cái việc kiểu như này thì mình vệ sinh rất là dễ dàng. Mình lau chùi sản phẩm cũng rất là dễ dàng. Đây, mình có thể lắp kiểu như này.
vì là sản phẩm xoay 360 mình có thể lắp kiểu này hoặc lắp kiểu này, nhưng mà khuyên các bạn nên lắp kiểu như thế này, nó tiết kiệm không gian phía trước để khi mà mình rửa xong rồi nó không bị sát quá vào cái phần này và nó không bị vướng. Vừa rồi thì tôi và các bạn đã cùng khám phá xong vòi rửa lỏng lạnh 570.51.060 đến từ thương hiệu Hubler. Chắc chắn là các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn cho cái không gian bếp của mình. Nếu muốn tiết kiệm cái không gian ở phía dưới mà mình có thể tích hợp cái vòi rửa lọc, máy lọc vào trong cái vòi rửa nóng lạnh này, thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất đáng để mọi người có thể tham khảo. Hãy đến với showroom Kiro Asa để trải nghiệm sản phẩm cũng như là trải nghiệm những dịch vụ mà Kiro Asa cung cấp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.